Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai gây biển trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thăng Hoa Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của em Nam, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình tiếp tục một lô mai siêu bông Sài Gòn với lại cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Kính mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho em Nam luôn ạ. Đầu clip thì xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình mặt bông của siêu bông Sài Gòn có tại vườn mai của em Nam cô chú anh chị ha. Dạ lô mai hôm nay thì đa số là những form trực cúc cành đều cô chú anh chị nha, đế cũ luôn ạ. Chúc cô chú anh chị mình xem đế vui và chọn được những giống mai mới, những cây mai ưng ý hơn cô chú anh chị. Dạ em xin phép được đưa clip luôn với cô chú anh chị ha. Dạ chị xin chào em Nam ơi. Dạ em chào chị ha, em chào cô chú anh chị gần xa ha, yêu thích mai vàng trên cả nước ha. Thì hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai siêu bông Sài Gòn ở lớn ha cô chú anh chị. Rồi thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị ha, và một cây đầu clip ha thì là mã số 20N nha cô chú anh chị. 20N là cây siêu bông Sài Gòn hả em? Dạ đúng rồi, siêu bông Sài Gòn ở lớn. Mặt hoa thì có trên cây sẵn ha cô chú anh chị. Rồi một em dáng cực thì sẽ xuất ra luôn nha. Rồi quanh thân là được 17,5 97 ha. Chiều cao là 97. Tán ngang là được 64. Rồi cái siêu bông Sài Gòn mã số 20N giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.200.000 nha. Dạ 1.200.000, cái này rất nhiều bông nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 21N. 21N cũng là một cái siêu bông Sài Gòn lá lớn của cô chú anh chị ơi. Dạ cái này. Ui. Mình ghép với con mai dáng trực cho chú chị mà bo già luôn rồi nha. Dạ, chị sẽ phải lo luôn nha. Rồi quanh thân là được 17. Chiều cao là được 97. Tán ngang là được 50. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 900.000 là mã số 21N nha cô chú anh chị. Dạ, 900.000 nha cô chú anh chị ha. Rồi, em xuống cây. Mã số 22. Rồi 22N là một cái cúc vạn phúc luôn nha cô chú anh chị. Dạ em này lùng liền là tàn ấm ha. Cúc vạn phúc bông rất là to luôn cô chú anh chị ơi, bông chùm luôn ha. Dạ. Hoành thân là 16. Đế cũ luôn nha cô chú anh chị. Cũ đế là 27. Chiều cao là được 57. Trắng ngang 54. Rồi cái mã số 22N giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 850 thôi nha. Dạ 850. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 23N cũng là một cái siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn. Con tàn dầu quá cô chú anh chị. Hoành thân là 15. Rồi. Chiều cao là 71. Tán ngang là 79. Rồi cái siêu bông Sài Gòn này ha, mã số 23N giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1.200.000 thôi. Lá mút ruột luôn cô chú anh chị ha. Rồi 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây. Số 24. 24 N cũng là cây siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi đa số là những cây dáng trực phương tàn thông hết cô chú anh chị, đế cũ nở luôn ha. Rồi. Rồi. Hoành thân là được 18. Cũ đế là được 29. Chiều cao 87. Tán ngang 62. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 1.200.000 luôn ha. Dạ 1.200.000 luôn cô chú. Rồi mã số 24 anh nè. Xuống luôn. 25N nha cô chú anh chị. Rồi bông cao hơn xíu nha. 25N nè. Cũng là một cái siêu bông luôn. Dạ. Hoành thân là được 18. Dạ. Dáng trực rất nhiều bo ha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 62. Cái mã số 25N giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1 triệu thôi. Dạ 1 triệu. Rồi em xuống cây. Dạ. 26. 26N cũng là cái siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Dáng trực phơm cao quá cô chú anh chị ha. Cái này thì mình ghép cũng nhiều vo đầy tàn lắm đó cô chú anh chị. Hoành thân là được 18. Chiều cao 90. Tán ngang 60.
Rồi, cái sông Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1 triệu mốt nha. Dạ, 1 triệu mốt luôn hả cô chú? À, lá non đi mất ruột luôn cô chú. Cái này thì em coi anh Tàn rồi hết thành cho cô chú anh chị mình rồi ha. Về mình kia có chăm hơn chứ mình không cần phải xuống lá nữa ha. Dạ. Dạ, mình đón cây luôn ha. Rồi, xuống cây. 27. 27 nè, cũng là một cây sum Sài Gòn luôn. Dạ, giá với cô mai dán trực nở cũ luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Củ đế là được 19. Ủa, mình hơn 19. Chiều cao là được 76. Tới ngay 55. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 750 ha. Dạ. Chậu ghép cỡ bằng cái điếu thuốc anh nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 27 anh nè. 750 ha. Dạ. Dạ, đó, ha. Dạ. Mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 28 anh nè. Cái này tàn ấm tàn ha cô chú anh chị ha. Một cái siêu ôm đá lớn luôn. Nở đế nha cô chú anh chị. Rồi, hoành thân ở điểm này được 20. Chiều cao là được 90. Tán ngang là 58. Rồi cái mã số 28 nè giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.200.000 nha. Dạ, mấy cái này thì chọc ghép, ghép cả 10 cả chục bo nha cô chú anh chị mà chọc ghép rất là mạnh nó muốn liền luôn ha. Rồi. Rồi, xuống cây. Mã số 20. 29 anh nè. Dạ, cái này form cao tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cũng là một cái siêu bông luôn cô chú anh chị ạ. Rồi, cái này mình ghép đủ tàn, ấm tàn hết trơn luôn ha. À, mấy cái chậu ghép này có cái nó mạnh quá, nó kéo liền nè cô chú anh chị. Bông thì cũng đang có mà nắng quá nó cũng xỉu xỉu cô chú anh chị ạ. Rồi, hoành thân là được 20. Rồi, nở cũ luôn ạ. Củ đế được 27. Chiều cao là được 1m20. Tới ngang là được 85. Rồi cái sibon này giao giúp cô chú anh chị giá cũng chỉ là 1.200.000 bao phí ship nha. Dạ 1.200.000. Dạ cái em xuống. Cái này Tết này chơi bông là phủ phê luôn á cô chú anh chị. Mã số 30. Rồi mã số 30. Nè. Trực nở cũ luôn nha cô chú anh cái chị. Cái sibon Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 19.5 đến 19 ha. Có củ đế cô chú anh chị. Chiều cao là được 96. Tán ngang là được 9 của 60. Rồi cái siêu bông này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 950 ha. Dạ cái này mình con tàn đang đi cơ đọt mất gục nha cô chú anh chị. Chọc ghét là cả thời bị ống hút ha. À, căng lên điếu thuốc nha cô chú. Rồi chị đổi ha. Rồi. Mã số 31. Rồi 31 anh nè. Cũng là một cái xương sườn luôn cô chú anh chị. Ôi lộn, một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Em bị nhầm ha. Dạ tàn ấm tàn cô chú anh chị. Cây này mình ghép quá trời bo luôn nha cô chú. Cúc vạn phúc bông rất to, bông chùm hết cô chú anh chị. Dạ. Rồi, hoành thân là được 15. Đáng tiền luôn hả? Chiều cao là 78. Tán ngang là 52. Rồi cái cúc vạn phúc này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 850 ha. Dạ 850. Rồi. Em biết trước thì em có quay review mà bông lúc mà cây cúc vạn phúc đang nở rực rỡ hả cô chú anh chị. Bông đẹp cũng đáng sưu tầm lắm với cô chú anh chị ha. Rồi, chị đổi luôn ha. Rồi. Mã số 32. Rồi, 32. Anh nào? Cũng là một cây sim Sài Gòn lá lớn luôn. Dạ, ghép cái phôi mai dán trực nha cô chú anh chị. Tàn hình ấm tàn hết trơn luôn ha. Hoành thân là được 21. Dạ, 21 rồi. Chiều cao là 92. Tới ngang là 66. Rồi, cái mã số 32 này giao lưu với cô chú anh chị giá không chỉ là 1.200.000 nha. Dạ, 1.200.000. Đang đi là lá non mới. Kính tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, em xuống cây luôn. 33. Rồi, tiếp theo là mã số 33 anh nè. Cũng là một cái siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Dán ghép với phôi mai dán trực tàn thông hả cô chú? Rồi, hoành thân là được 15. Dạ. Chiều cao 92. Tán ngang là 59. Rồi, cây mã số 33 nè. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1 triệu ha. Cây này mình ghép nhiều vo đầy tàn rồi với cô chú anh chị. 1 triệu chẳng luôn à, cây mã số 33 nè. Rồi. Rồi, mình đổi luôn ha. Dạ rồi. 34.
Rồi 34 anh à, cũng là một cái cúc vạn phúc luôn cô chú anh chị ơi. Cây này dáng đẹp đến não luôn cô chú anh chị ngắm luôn nha. Quá chừng cái củ luôn nè cô chú anh chị ơi. Củ cho bá nữa luôn nha. Đúng rồi. Dáng siêu siêu nữa ha. Quá trớn luôn rồi. Rồi, hoành thân là được 14. Củ đế là được 28. Chiều cao là được 84. Tán ngang là được 52. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 850 bao phí ship luôn nha. Dạ cúc vạn phúc nha cô chú anh chị, 850. Rồi, mã số 34 anh nè. Cái này rất quá trời bo luôn á cô chú anh chị. Dạ, chị đỡ luôn nha. Dạ rồi. 30 35 anh nè. Cũng là một cái siêu âm Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cái này phân lùng hơn xíu ha cô chú anh chị. Quần thân là 20. Dạ. Chiều cao là được 68. Tán ngang 55. Tàn đều luôn cô chú anh chị. Rồi, cây 35 này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 700 ngàn bao phí ship luôn nha. Dạ, 700. Rồi, mã số 35 anh nè. 36. Rồi, 36 nè, giao lưu với cô chú anh chị cũng là một cái sông Sài Gòn luôn. Củ đế là được 22. Hoành. Ủa, hoành đó là được 22. Chiều cao được 72. Tán ngang 57. Rồi cây mã số 36 nè, giao giúp cô chú anh chị mình giá là 900 ha. Dạ, cây này mình giá cũng nhiều, bo là bo cũng già lắm rồi cô chú anh chị ha. 900 ngàn cây mã số 36 anh nè. Rồi mình đổi luôn ha. Rồi 37 anh nè. Rồi tiếp theo mã số 37 nè, cũng là một cây sum Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Em này thì phong cao nha quý cô chú anh chị, tàn thông luôn ha, ấm tàn luôn nè. Cây thì có mặt hoa của chú anh chị, tầm 6 xăng, 7 xăng ha. Rồi, bình thân là được 17. Chiều cao là được 1m2. Tán ngang 62. Rồi, cái sơn Sài Gòn là giao của chú anh chị, em giá là 1,1 triệu ha. Rồi, tàn thông, dép rất là nhiều bo luôn của chú anh chị ha. 1,1 triệu. Rồi, em xuống cây luôn. Ủa, báo mã số cho chị. Mã số 37 anh nè. Rồi, tiếp theo là mã số 38 anh nè. Cũng là cái siêu Sài Gòn lớn không cô chú anh chị. Hoành thân là được 19. Chiều cao là 95. Tán ngang 48. Rồi cái mã số 38 nè, giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chi là 800 nha. Dạ 800 hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn. 39. Rồi tiếp theo mã số 39 nè, cũng là một cái siêu một Sài Gòn lớn luôn hết cô chú anh chị. Dạ, cái này ấm tàn luôn cô chú anh chị ha. Quần thân là 15. Rồi, giá thật nha cô chú. Chiều cao là 93. Tán ngang là 58. Bo ghế thì có bằng ngón tay út luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị giá 950 ha. Dạ một cây siêu luôn Sài Gòn 950, mã số 39 N luôn ạ. Rồi em xuống cây. Mã số 40 N. Rồi 40 N cũng là một cây siêu Sài Gòn lớn ha. Dạ tàn thông luôn ý cô chú anh chị ha. Quần thân là được 17. Dạ, cái khôi nó già lắm rồi đó cô chú anh chị. Chiều cao là 1m07. Tán ngang 54. Chọc ghép lớn luôn ạ. Mã số 40 à. 40 nè. Giao lưu giúp cô chú anh chị giá là 1,1 triệu nha. Dạ. Rồi, em xuống cây luôn. 41. Rồi, tiếp theo là mã số 41. Anh nè. Anh nè, cũng là một cây sum Sài Gòn hết cô chú anh chị. Hoành thân là 19. Chiều cao 98. Tán ngang 49. Cái này mình ghép đủ chi đều tàn cô chú anh chị ha. Rồi cái sim Sài Gòn này em giao lưu cô chú anh chị mình ha. Giá cũng là 900 ngàn nha. Dạ, 900. Một rồi. Cây dáng trùm phong cao đó cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 42. 42 anh ạ. Cũng một cái sim Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Quần thân 16. Rồi. Chiều cao 72. Tán ngang 62. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800 ngàn bao phí ship luôn. Mã số 42 nè. 800 nha cô chú anh
Dạ rồi, em xuống cây luôn. Mã số 43. Rồi, 43 nè, cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn ha. Lá lớn nha cô anh chị. Cây này đến khá đến không ạ? Rồi, hoành thân 14. Chiều cao 88. 8068. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 1 triệu mốt nha. Dạ, cây này giá cũng nhiều bo đầy toàn cô chú anh chị ha. Mã số 43 nè. 1 triệu 4. Rồi, em xuống cây luôn. 44 nè, cũng là cây siêu Sài Gòn lá lớn luôn cô chú anh chị. Cây này sát rất to ha. Quỳnh thân là được 20. Củ đế là 29. Chiều cao 1m01. 1m nha. 8066. Rồi, cây siêu Sài Gòn này giao lưu cô chú của cô chú anh chị mình ha. Giá là 1 triệu 3 nha cô chú anh chị. Lá bóng hới luôn á cô chú anh chị, 1 triệu 3. Ngày em chăm lá rất là tốt hả cô chú anh chị. Ông không mà. Rồi thì mã số 44 mới nè. Thì cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Và em xin chào cô chú anh chị mình ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo kênh Cuộc Sống Hội Gia Ngập.